Từ thuở xa xưa, vùng đất Tây Ninh đã nổi tiếng về sự linh thiêng của Bà Đen và Cậu Bảy, gắn liền với hai ngọn núi nổi tiếng là núi Bà Đen và núi Cậu Bảy, hay là núi Một và núi Yên Ngựa. Nhân dịp lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu và vía Cậu Bảy, gia đình Happy có làm hai video để chia sẻ về nguồn gốc các nghi thức của lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Bây giờ gia đình Happy sẽ chia sẻ về sự tích núi Cậu Bảy, hay còn gọi là núi Cậu Bảy Tây Ninh, du lịch khám phá chùa Thái Sơn núi Cậu ở phía dưới chân núi như thế nào chi tiết nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân gia đình Happy nào. Let's go. Hi, chào cả nhà nha. Hiện tại gia đình Happy đã xuống núi. Bây giờ ở trước cổng núi Cậu Bảy. Bây giờ gia đình Happy sẽ dẫn cả nhà cùng tham quan núi Cậu Bảy, cùng nhau walking tour around, vòng quanh núi Cậu Bảy nào. Chào. Hi, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Hôm nay gia đình Happy và cả nhà cùng nhau tìm hiểu về núi Cậu Tây Ninh nhé. Núi Cậu Tây Ninh, vị trí, sự tích và 7 trải nghiệm đáng thử. Với thiên nhiên hoang sơ cùng không gian tĩnh lặng, núi Cậu Tây Ninh còn được biết đến là núi Cậu Bảy Tây Ninh hay núi Ông Cậu Tây Ninh đã và đang trở thành địa điểm thu hút lượng lớn du khách gần xa đến thư giãn và khuây khỏa. Đặc biệt, nơi đây ẩn chứa những sự tích ly kỳ bí ẩn được lưu truyền từ ngàn xưa và nhiều trải nghiệm du lịch độc đáo đang chờ bạn khám phá. Quần thể núi Cậu thuộc địa phận ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, sát bên bờ hồ Dầu Tiếng. Trước khi phân chia lại địa giới hành chính, cụm núi này vốn dĩ nằm ở tỉnh Tây Ninh nên vẫn được dân gian bản địa quen gọi bằng cái tên thân thương núi Cậu Tây Ninh. Hiện nay núi Cậu cách ranh giới đất liền Tây Ninh, Bình Dương khoảng 10 km về hướng Đông Bắc. Do đó, đây là địa điểm du lịch nổi tiếng, không chỉ tại tỉnh nhà mà còn với nhiều du khách trên hành trình ghé thăm vùng Đức Thánh. Sự tích và câu chuyện truyền miệng kỳ bí tại núi Cậu. Không biết từ bao giờ, người dân địa phương đã lưu truyền sự tích núi Cậu Tây Ninh và những câu chuyện huyền bí về các nhân vật lịch sử, các vị thần tiên cư ngụ tại cụm núi Thiên. Từ đó, nhiều công trình tâm linh đã được xây dựng, trùng tu để thờ phụng và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các tín đồ hành hương. Từ lúc khai hoang, người dân đã phát hiện trên núi Ông thuộc cụm núi Cậu có một hang đá thờ miếu Cậu Bảy. Suốt hàng trăm năm nay, vẫn chưa có bất kỳ tài liệu chính thống nào nghiên cứu cặn kẽ về di tích văn hóa tâm linh này. Trong quyển Tây Ninh xưa và nay, năm 1972 của tác giả Huỳnh Minh cũng chỉ đề cập đến cụm núi một cách sơ lược khái quát. Thế nên, sự tích Cậu Bảy chỉ được nhắc đến qua lời kể của các bậc kỳ lão cao niên, những người cho rằng Cậu Bảy và Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen có liên hệ mật thiết với nhau. Tương truyền vào thế kỷ 18, nhà sư Trí Tân, một võ quan nhà Nguyễn ẩn tu đã cưu mang và nuôi dưỡng một cậu bé trai mồ côi tại chùa trên lưng chừng núi Một, tên gọi trước đây của núi Bà Đen, và đặt tên là Lê Sĩ Triệt. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cậu bé lớn lên trong tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy và đã trở thành chàng trai thanh niên tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn. Trong một lần hành hiệp trượng nghĩa, chàng Lê Sĩ Triệt đã cứu được nàng Lý Thị Thi Hương xinh đẹp, đoan trang khỏi tay cường hào ác bá. Được sự cho phép của sư Trí Tân và cha mẹ nàng, hai người nên duyên vợ chồng và ước hẹn trăm năm. Hạnh phúc không bao lâu, chàng Lê Sĩ Triệt buộc phải chia tay nàng Thi Hương để lên đường tòng quân đánh quân Tây Sơn theo lời chiêu mộ của Nguyễn Ánh. Trong thời gian đợi chàng về, nàng Thi Hương không may bị kẻ ác vây khốn khi lên núi lễ Phật và buộc phải gieo mình xuống vách đá để giữ đạo trung trinh. Từ đó, nàng nhiều lần hiển linh báo mộng, cứu giúp người đời khi bị quân Tây Sơn truy lùng ráo riết về phương Nam. Lê Sĩ Triệt đưa Nguyễn Ánh lẫn trốn vào vùng núi Một. Tại đây, vua đã được nàng chỉ dẫn tìm quả dại và cứu giúp binh sĩ khỏi cơn đói khát. Để đền ơn, vua trực tiếp chỉ phong nàng Lý Thị Thi Hương chất Linh Sơn Thánh Mẫu cao quý. Trước khi tiếp tục xuôi nam bôn tẩu, Nguyễn Ánh đã giao cho chàng Lê Sĩ Triệt nhiệm vụ nhan khói cho nàng Thiên Hương và chiêu binh Mãi Mã. Tuy nhiên, để tránh sự truy đuổi gắt gao của quân địch, chàng đành lánh sang núi Yên Ngựa, tức núi Cậu sau này, và mai danh ẩn tích, tự xưng là Cậu Bảy. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục tu luyện phép thuật trên đỉnh núi cao nhất và âm thầm rèn luyện đao kiếm chờ ngày phục quốc. Đến nay, hình tượng Cậu Bảy Tây Ninh đã khắc sâu trong tâm thức của giới huyền thuật như một vị Bồ Tát người Việt. Nếu người có uy lực cao nhất trong các vị thần tướng của văn hóa Trung Hoa là Quan Công, thì giới pháp sư Đông Nam Á như Trà Kha, Lỗ Ban, Bùa Lèo, Bùa Xiêm lại tôn sùng Cậu Bảy. Dấu chân in trên đá, dấu chân khổng lồ còn gọi là dấu chân tiên, in sâu vào các tảng đá rắn chắc nằm rải rác khắp cụm núi Cậu. Điều đặc biệt là những dấu chân kỳ lạ này cũng xuất hiện tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Theo ghi nhận, người ta đã phát hiện tổng cộng 7 dấu chân trên đá tại cụm núi Cậu, trong đó 2 dấu chân nằm gần suối Trúc, 2 dấu nằm gần miếu Cậu và 3 dấu nằm tản mạn quanh sườn núi Ông. Các dấu chân này hầu như có tỷ lệ cân đối, in đầy đủ 5 ngón chân hàng sâu trên mặt phiến đá, tưởng chừng như chính con người khổng lồ đi qua và để lại. Theo ước lượng, dấu chân tiên lớn nhất dài 50 cm, rộng 20 cm và sâu 3 cm. Có nhiều truyền thuyết dân gian xoay quanh sự xuất hiện của dấu chân trên núi Cậu và núi Bà Đen, trong đó nổi bật nhất là chuyện ông khổng lồ tìm vợ và chuyện đấu phép giữa Cậu Bảy với Linh Sơn Thánh Mẫu. Truyền thuyết thứ nhất kể rằng, thuở xưa có một vị thần to lớn cư ngụ trên hang động tại núi Bà Đen, gọi là ông khổng lồ. Một ngày đó, người vợ trẻ của ông khổng lồ không nghe lời và tự ý rời khỏi nơi đó. Do đó, một chân ông đứng tại núi Điện Bà, một chân bước qua núi Cậu để tìm vợ khắp nơi. Bởi vì tức giận nên bước chân của ông giẫm mạnh lên đá và để lại dấu tích cho đến ngày nay. Truyền thuyết thứ hai lại cho biết khi Cậu Bảy tu luyện thành tiên thì có khả năng dời non lấp bể và thường xuyên đấu phép cùng Linh Sơn Thánh Mẫu. Trong khi cậu hóa phép thành voi ba đầu ủi cho núi Bà ngày càng cao lên, bà lại cho hàng ngàn con gà sang quấy phá núi Cậu. Vì thế rải rác khắp hai địa danh là dấu chân của cậu và bà cùng những vết hằn ngang dọc như gà bới khắp các tảng đá quanh cụm núi Cậu. Ngày nay, những dấu chân trở thành điểm tham quan kết hợp check-in thú vị của nhiều du khách khi ghé thăm viếng bái núi Cậu ở Tây Ninh. Sơ lược chùa Thái Sơn núi Cậu dưới chân núi. Khu vực núi Cậu Bảy với diện tích hơn 1.600 hectare, gồm 21 ngọn núi có hình dạng chữ U. Ngọn núi cao nhất là Cửa Ông, cao 295 m, núi Ông cao 285 m, Tha La cao 198 m, núi Chúa cao 63 m. Du khách có thể đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ Dầu Một 35 cây, từ đây theo đường DT 744 chừng 45 cây, về thị trấn Dầu Tiếng đi thêm 7 cây đến với núi Cậu. Núi Cậu nằm sát hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đầu tiên, du khách sẽ đến thăm chùa Thái Sơn. Núi Cậu nằm ở lưng chừng dưới chân núi, có độ cao chừng 50 m. Chùa do Hoàng thượng Thích Đạt Phẩm, còn gọi là Thầy Sáu, xây dựng năm 1988 với khuôn viên trên 5 hectare, gồm các hạng mục như cổng tam quan rất bề thế, lợp ngói xanh, giả cổ, ngôi củ trùng đại tháp cao 36 m, có 9 tầng, tượng Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát cao 12 m, chánh điện, điện ngọc rất hoành tráng, được kiến trúc theo phong cách cổ lầu phương Đông. Chánh điện là nơi chủ trì và các chư tăng, Phật tử thường xuyên gõ mõ tụng kinh, đảnh lễ. Khu vực này vào các ngày lễ Phật đản, các ngày rằm lớn, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 rất đông du khách. Đặc biệt là vào ngày lễ vía, ngày 7 tháng 5 là vía Cậu Bảy thì rất là đông du khách về hành hương đảnh lễ. Khói nhang nghi ngút, không khí mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh tuyệt vời. Cả nhà đang xem là quang cảnh lúc buổi trưa nha cả nhà. Hôm nay là một ngày trước ngày lễ vía Cậu vài ngày vào buổi trưa nên còn hơi vắng khách nha cả nhà. Đây, khu vực Dinh Cậu đã được trùng tu, nâng cấp, xây dựng mới rất là đẹp luôn nha cả nhà. Dinh Cậu 7. Phía bên trái đây là tượng Phật Thích Ca ngồi dưới cội bồ đề, dưới gốc cây bồ đề nha. Xung quanh có 5 anh em Kiều Trần Như. Đây, Dinh Cậu rất đẹp luôn nha cả nhà. Cả nhà đến chiêm ngưỡng trực tiếp, tham quan, đảnh lễ, du lịch khám phá rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà ơi. Cổng Tam Quan ở đây có ghi là 1802, tức là Dinh Cậu đã được xây dựng từ năm 1802 nha. Trước đây là cổng Tam Quan mới này chưa có, hiện tại là mới xây dựng trong năm nay gần đây thôi nha cả nhà. Wow, đây là gỗ màu đen rất là đẹp. Xung quanh đây có rất là nhiều những pháo, hoa, những trang trí màu sắc màu đỏ. Ở đây có những trang trí rất đẹp, những hoa văn đã được trang trí mới hoàn toàn nha cả nhà. Phía trong đây cả nhà thấy nè, có rất là nhiều gạo của Phật tử cúng dường nha cả nhà. Ở đây là bộ tượng đứng thủ võ của cậu Bảy nha cả nhà. Wow, đây khu vực này là điện thờ Ngọc Hoàng. Wow, wow, toàn cảnh phía bên trong cho cả nhà cùng xem nha. Wow, ở trong là Dinh Cậu. Còn bây giờ mình đi tiếp tục, phía bên phải này là khu vực chánh điện nha. Phía bên ngoài này có rất là nhiều lân, rồng được trang trí chạm trổ rất là đẹp, rất là công phu nha cả nhà. Đây là những biểu tượng rất là đẹp ở trong chùa chúng ta hay thấy nè. Wow, rồi tiếp tục đây là khu vực chánh điện. Từ khu vực chánh điện nhìn ra là hồ Dầu Tiếng nha cả nhà. Phía trước này là có tượng Quan Thế Âm. Khu vực này là có rất là nhiều bà con cô bác đến đây để đảnh lễ. Ở đây có voi ba đầu màu trắng nha cả nhà. Voi ba đầu màu trắng giống như là voi bạch ngọc vậy đó. Rồi ở đây có những chạm trổ hình con rồng khổng lồ, bộ móng vuốt rất là to lớn nha cả nhà. Rất là công phu, rất là đẹp. Nhìn rất là bề thế, rất là khổng lồ, rất là lớn. Bây giờ bàn tay của ba Happy đang cầm vô nè, bự hơn cả bàn tay của mình luôn nha. Trước mắt cả nhà đây là tượng Quan Thế Âm. Hướng ra hồ Dầu Tiếng, hướng về Biển Đông nha cả nhà. Ở đây có rất là nhiều du khách Phật tử đến để đảnh lễ hàng ngày, để du lịch khám phá, tham quan, kết hợp hành hương ở núi Cậu Bảy nha cả nhà. Bây giờ gia đình Happy đi một vòng toàn cảnh xung quanh cho cả nhà thấy được toàn cảnh núi Cậu Bảy vào một ngày thông thường như thế nào nè. Ở đây cũng có tượng voi ba đầu bạch ngọc. Xung quanh đây có trồng rất là nhiều bông giấy nha cả nhà. Wow, bây giờ gia đình Happy sẽ cùng nhau bước vào khu vực chánh điện. Ở đây có ghi chữ là Thất Sơn núi Cậu. Bên trái là chữ Thất Sơn, bên phải là núi Cậu. Ở ngay phía trước này là tượng Phật Di Lạc đang nở nụ cười hoan hỷ ngồi phía trước nha cả nhà. Bây giờ gia đình Happy sẽ đi khám phá bên trong cho cả nhà cùng xem. Ở đây có một cái chuông rất là lớn, chuông khổng lồ phía bên phải. Ở đây, trong đây có một bức tượng. Phía bên đối diện cũng có nha, là tượng của ông thiện, ông ác nha. Ở đây có là Phục Hổ La Hán đang ngồi trên con hổ nha cả nhà. Phía bên trong này thì có hai vị Bồ Tát La Hán. Rồi ở trong đây có thờ Quan Công và Ngọc Hoàng Thượng Đế nha cả nhà. Phía bên phải là cả nhà thấy nè, rồi ở đây có hai vị Bồ Tát La Hán. Phía bên trong chánh điện có rất là nhiều tượng của các vị Bồ Tát La Hán, đầy đủ các tư thế ngồi và đứng nha cả nhà. Còn đây là Đạt Ma Tổ Sư, người đã truyền đạo và thành lập nên Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Hoa như cả nhà. Rồi bên đây là ông ác, bên đối diện hồi nãy mình vào là ông thiện nha. Thiện ác luôn luôn song hành với nhau. Còn đây là Đường Tăng. Wow. Còn phía chính giữa là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật Tổ nha cả nhà. Wow. Chùa chánh điện được trang trí theo truyền thống phương Đông, là giống như mọi người hay gọi là Bắc truyền từ Trung Hoa sang nha cả nhà. Ở đây có bộ móng vuốt của con rồng rất là lớn nha, bự hơn cả bàn tay của ba Happy luôn nha cả nhà. Ở đây cận cảnh cả nhà thấy nè, đầu con rồng. Wow. Ở đây là tượng bạch ngọc phía trước, nhìn rất là bề thế, rất là dũng khí, rất là lớn luôn nha cả nhà. Phía bên ngoài vẫn còn rất là nhiều khu vực để tham quan, check in, du lịch, khám phá nha cả nhà. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời nha. Và vừa rồi là một vòng du lịch khám phá toàn cảnh núi Cậu Bảy, hay còn gọi là núi Cậu Bảy Tây Ninh, nhưng mà bây giờ là thuộc địa phận của tỉnh Bình Dương rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà có thể bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần gia đình Happy, để gia đình Happy có động lực sản xuất ra nhiều video du lịch khám phá nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video du lịch khám phá tiếp theo nha. Xin chào.